Chào tất cả các con khối 7. Hôm nay thầy cùng với các con cùng ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 môn công nghệ 7. Chúng ta sẽ kiểm tra theo hình thức là trắc nghiệm. Tụi con cố gắng chúng ta nghe giảng, chúng ta học đề cương và chúng ta làm bài. Thì nội dung kiểm tra chúng ta gồm những phần như sau. Đó là bài số 10, vai trò của giống và các biện pháp chọn tạo giống cây trồng. Bài 11, sản xuất và bảo quản giống cây trồng. Chủ đề, sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ. Bài 15, làm đất và bón phân lót. Bài 16, gieo trồng cây nông nghiệp. Ngày hôm nay, thầy cùng ôn với các con. Đó là bài số 10, bài số 11. Và phần sâu bệnh hại cây trồng của chủ đề sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ. Chúng ta cùng nhau bước vào từng phần. Đầu tiên, đó là vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Phần này, chúng ta có 3 phần để ôn. Thứ nhất, đó là vai trò của giống cây trồng. Thì vai trò của giống cây trồng, đó là nếu một giống cây trồng tốt, thì nó góp phần tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng. Để công nhận là một giống cây trồng tốt thì người ta dựa trên những tiêu chí như sau. Đó là sinh trưởng tốt, có năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh. Và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng, chúng ta có 3 phương pháp. Đó là phương pháp chọn lọc, phương pháp lai và phương pháp gây đột biến. Trong đó, phương pháp chọn lọc là phương pháp đơn giản nhất. Do đó, các nông dân chúng ta thường áp dụng rất là rộng rãi. Thầy nhắc lại, đối vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng, các con nhớ cho thầy 3 vấn đề. Thứ nhất, vai trò của giống cây trồng. Chúng ta nhớ 4 vai trò. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. Chúng ta nhớ 4 tiêu chí. Và phương pháp chọn tạo giống cây trồng, chúng ta có 3 phương pháp. Trong đó, phương pháp chọn lọc là các địa phương họ ưa sử dụng nhất vì lý do nó đơn giản và nó dễ dàng. Rồi đến phần tiếp theo, đó là bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng. Phần này nó có 3 phần, đó là sản xuất giống cây trồng bằng hạt, sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính, và cuối cùng đó là bảo quản hạt giống cây trồng. Về sản xuất giống cây trồng thì nhớ rằng khi để sản xuất được một giống cây trồng bằng hạt, người ta thực hiện trong vòng là 4 năm. Thì sau một thời gian hạt giống đã được sử dụng thì nó sẽ giảm đi chất lượng, do đó người ta phải phục hồi. Và thời gian được sử dụng như sau. Năm thứ nhất, hạt giống đã được phục hồi. Rồi người ta lấy hạt giống này, người ta gieo hạt, mọc cây. Và người ta lấy hạt thì qua năm thứ hai, thì hạt đó người ta gọi là hạt giống siêu nguyên chủng. Đây là hạt giống có số lượng ít nhất. Rồi người ta lấy hạt giống siêu nguyên chủng này, người ta lại gieo. Và người ta nó mọc cây và người ta lấy hạt của nó. Thì hạt này người ta gọi là hạt giống nguyên chủng. Rồi người ta lại lấy hạt giống nguyên chủng người ta gieo và ra cây, mọc cây. Và người ta lấy hạt của cây đó thì hạt đó người ta gọi là hạt giống sản xuất đại trà. Và loại hạt giống này thì mang số lượng là nhiều nhất. Thì các con nhớ rằng để sản xuất giống cây trồng bằng hạt, người ta phải thực hiện là 4 năm. Nhớ ha, năm thứ nhất là hạt giống phục hồi. Năm thứ hai, từ hạt giống phục hồi ta có được hạt giống siêu nguyên chủng. Từ hạt giống siêu nguyên chủng qua năm thứ ba, ta có hạt giống nguyên chủng. Và từ hạt giống nguyên chủng qua năm thứ tư, ta có hạt giống sản xuất đại trà. Còn sản xuất bằng nhân giống vô tính, thì đa số người ta dùng cho cây cảnh và cây ăn trái. Thì người ta có thường là 3 phương pháp, đó là dâm cành, ghép mắt và chiết cành. Còn bảo quản hạt giống cây trồng, tụi con nhớ là làm sao bảo quản cho hạt giống nó được lâu và nguyên vẹn. Rồi chúng ta qua đến phần sâu bệnh hại cây trồng. Thì sâu bệnh hại cây trồng, tụi con nhớ rằng có 3 ý chúng ta phải nhớ. Đó là tác hại của sâu bệnh,
khái niệm về côn trùng và khái niệm về bệnh cây. Tại sao thầy phân biệt? Tại phân biệt rõ ràng côn trùng và bệnh cây nó khác nhau. Và tụi con nhớ rằng sâu bệnh hại cây trồng là côn trùng có hại. Tại vì chúng ta có hai loại côn trùng có hại và côn trùng có ích. Đó, nhớ như thế. Chỉ cái côn trùng mà gây hại cho cây người ta gọi là côn trùng có hại. Thế thôi. Rồi tác hại của sâu bệnh là gì? Thì tác hại của sâu bệnh nó là tác hại xấu đến đời sống cây trồng, làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch. Đó là tác hại của nó. Còn khái niệm về côn trùng thì chúng ta nhớ vòng đời của côn trùng. Thì tại sao người ta gọi là vòng đời của côn trùng? Tại vì bắt đầu từ trứng đến côn trùng trưởng thành và lại đẻ trứng đi một vòng như vậy, người ta gọi là vòng đời của côn trùng. Thì vòng đời của côn trùng có hai kiểu biến thái. Tại vì mỗi một giai đoạn nó có sự thay đổi hình thái và cấu tạo của côn trùng, do đó người ta gọi là biến thái. Thì vòng đời của côn trùng có hai kiểu biến thái, đó là biến thái hoàn toàn là có 4 giai đoạn và biến thái không hoàn toàn có 3 giai đoạn. Ở biến thái hoàn toàn, giai đoạn sâu non là phá hại mạnh nhất. Và ở biến thái không hoàn toàn, giai đoạn sâu trưởng thành phá hoại mạnh nhất. Các tụi con nhớ cái vấn đề đó. Đó là khái niệm về côn trùng. Rồi khái niệm về bệnh cây. Thì tại sao người ta xác định là cây nó bị bệnh? Vì lý do là khi cây bị bệnh thì người ta gọi đó là trạng thái không bình thường của cây, do vi sinh vật gây hại hoặc là điều kiện sống bất lợi gây nên. Và khi bị sâu bệnh phá hoại thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái và cấu tạo. Tụi con nhớ phân biệt giữa sâu và bệnh nó khác nhau. Sâu là tấn công cục bộ, ví dụ là sâu ăn vào đâu phần nào của trái nào thì nó chỉ có lủng lỗ và trái đó, nó hư phần của đó, trái đó thôi. Tức là tấn công cục bộ của cái phần của trái hoặc là của cây hoặc là của lá. Còn về bệnh thì hệ thống nốt va nó lan rộng hơn và dấu hiệu rõ ràng tụi con thấy là nó bị thối, rồi nó bị nhũn vân vân. Đó, thì chúng ta nhìn vô chúng ta biết là sâu bệnh. Thế thôi. Rồi tụi con nhớ thầy cái phần này sâu bệnh hại cây trồng gồm 3 phần, nhớ ha. Tác hại của sâu bệnh chúng ta phải biết nè. Rồi khái niệm về côn trùng nè và khái niệm về bệnh cây. Rồi bài học chúng ta đã kết thúc. Chào tất cả các con, chúc các con học tốt và nhớ ôn bài đầy đủ. Thầy đã gửi đề cương ở trên lớp học kết nối. Hai tụi con lưu ý chúng ta tải xuống và chúng ta học bài đầy đủ và chúng ta làm bài cho tốt. Rồi, chào tất cả các con.